Vợ chồng chúng tôi vừa đến cái chỗ này gọi là Cam Lim San Kitawan. Ở đây là khuôn viên phòng ốc, các cái phòng nhóm, rồi địa hình xung quanh đồi núi khá là tốt, khá là rộng, rất là đẹp. Chúng tôi sẽ đi một vòng để quay các cái phòng ốc, các cái địa điểm. Thì vừa tới thì chúng ta thấy có cái bãi đậu xe và có sẵn văn phòng, chúng ta có thể liên lạc. Nơi đây thì cách Kim He là khoảng 20 cây, cách Ulsan là khoảng 30 cây số. Từ Ulsan đến đây là khoảng 45 phút. Từ trung tâm Kim He chạy tới đây là khoảng 30 phút đến 40 phút. Ở đây là thành phố, nó thuộc về Yangsan. Bây giờ chúng tôi đến tham quan cái phòng nhóm chính. Phòng này thì sức chứa 5 đến 70 người có thể nhóm được. Và buổi tối thì chúng ta có thể ngủ lại tại đây. Có nệm, có mền đầy đủ, có sẵn màn hình và hệ thống âm thanh. Chúng ta có thể đem theo cây đàn organ cũng được. Từ trên chỗ cái bục giảng phòng nhóm này, chúng ta đi ra đây thì có các cái phòng ngủ. Cái phòng ngủ khá là sạch sẽ. Phòng ngủ này cái sức chứa có thể là 10 đến 15 người. Ngoài này thì có toilet sẵn luôn. Nói chung là khá là sạch sẽ, phòng ngủ rất là sạch sẽ. Diện tích là giống nhau. Ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, khoảng 5-6 phòng, mỗi phòng sức chứa 10 đến 15 người. Như vậy là rất là tốt. Nhà vệ sinh nam nữ rất là sạch sẽ, mới. Rất là mới, sạch sẽ. Bên đây là nhà vệ sinh nam, kế bên là nhà vệ sinh nữ. Sát bên cạnh phòng nhóm là có một cái phòng cũng có thể nhóm và ngủ được. Cái phòng này sức chứa là khoảng 20 đến 25 người. Sạch sẽ. Cũng có một cái phòng khác cũng có thể nhóm hoặc là ngủ được. Sức chứa phòng này là khoảng 25 đến 30 người. Người quản lý cho chỗ này thì không có đem chìa khóa, nhưng mà dẫn chúng tôi lên cái chỗ phòng nhóm ở trên này, cái phòng nhóm chính á. Là khả năng là mình nhóm đến 300-400 người cũng được. Cho nên nếu có một cái đại hội nào 300-400 người thì mình vẫn có thể nhóm lại. Màn hình đèn LED là rất là lớn, hệ thống âm thanh đầy đủ. Khi ra khỏi cái cửa chính của phòng nhóm lớn đó, thì chúng tôi sẽ tham quan cái khu này là khối nhà về giáo dục, tòa nhà giáo dục. Từ bên phòng nhóm lớn á, là chúng ta có thể đi qua cái tòa nhà này. Ở đây thì bãi đậu xe rất là rộng rãi. Dưới kia và trên này đều có bãi đậu xe hết. Cho nên vấn đề di chuyển cũng rất là tiện lợi. Đường vô đó thì cũng rộng, cho nên xe 50 chỗ ngồi cũng có thể chạy đến được. Khi đi qua cái tòa nhà này đó thì có hai cái tầng này, tầng 3 và tầng 4 ở trên. Là các cái phòng này có thể ngủ nghỉ được. Và ở đây thì có nhà tắm nam nữ luôn. Như vậy thì đây là một cái trung tâm khá là rộng. Có cái phòng tắm nam nữ, các cái phòng ngủ. Cho nên tùy cái số lượng người mà mình có thể đăng ký là bao nhiêu phòng, bao nhiêu người. Bây giờ chúng ta tham quan thử một cái phòng tắm chung của nam. Thì nói chung là rất là sạch sẽ. Có từng ngăn hết như vậy rất là sạch sẽ. Đó. Mỗi ngăn như thế này là có thể tắm, rửa, sạch sẽ, riêng biệt. Bây giờ chúng ta tham quan thử một cái phòng ngủ nha. Cái phòng ngủ như thế này thì có một cái giường đơn, ba cái giường đơn. Có một cái giường ở phía bên dưới nữa.
Như vậy thì một cái phòng này là có thể bốn người. Bốn người là ở rất là thoải mái luôn. Nếu mình muốn nhét thêm thì mình nhét, nhưng mà căn bản là bốn người rất là sạch sẽ. Các sát bên này là có nhà tắm, là nhà vệ sinh đầy đủ. Còn đây là một cái phòng ngủ lớn hơn. À, thì chúng ta có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 chỗ ngủ. Với một cái phần ở dưới nữa là 7, tức là một cái phòng là 7 người ngủ rất là thoải mái. Có nệm mềm, gối đầy đủ. Ngoài này thì đều có nhà tắm, nhà vệ sinh cho nam nữ hết, rất là tiện. À, sinh hoạt mùa đông, mùa hè gì cũng rất là tiện. À, tên gọi của cái khu này gọi là Cam Lim San Kitowon, Cam Lim Prayer House. Ở trên này thì có cái phòng nhóm với sức chứa là khoảng 30-40 người. Nói chung là rất là đẹp. À, chúng ta có thể sử dụng cái phòng này để nhóm. Này là tầng 4, ở dưới là tầng 3, tầng 2 thì là cái phòng ngủ. Cho nên chúng ta có thể sử dụng phòng này để nhóm cũng được. Cũng ở tầng 4 luôn, bây giờ chúng tôi đi qua một cái phòng kế bên. À, chúng ta có thể vào cái phòng này sử dụng, cũng là phòng nhóm. Điều ấn tượng ở đây là tôi thấy rất là mới và sạch sẽ. Ở bên ngoài thấy nó cổ kính, nhưng mà thiết bị rồi đèn phòng rồi mọi thứ rất là sạch sẽ. Phòng tắm, phòng vệ sinh, phòng ngủ rồi phòng nhóm, tất cả đều sạch sẽ hết. Bây giờ từ cái phòng nhóm mà tôi đi ra ngoài hành lang của cái tầng thứ tư đó, là mình có thể quay xuống xung quanh nhìn thấy cảnh trí. Ngoài kia là cái đường cao tốc, đi về hướng này là về Ulsan, đi xuống này là đi xuống Kim He. Từ Kim He chạy lên đây là khoảng hơn 20 cây. À, có thể nhìn đồi núi, phong cảnh ở đây rất là mát. Bây giờ đang nghe ve sầu kêu. À, rất là tốt. Ở đây nó cũng có cái phòng để ai muốn thích thì tổ chức lễ cưới, tiệc cưới luôn. Thành ra cũng rất là tiện. Nói chung là đây là một cái trung tâm dưỡng linh cầu nguyện đa chức năng. Chúng tôi tham quan một cái phòng nhóm khác nữa kế bên cạnh. Như vậy thì phòng chức năng cũng khá là nhiều. Có nghĩa là chúng ta muốn loại phòng mà 30-40 người hay là 100-200 người đều có hết. À, rất là tốt. Rất là tiện. Có hệ thống âm thanh đầy đủ luôn. Đây là từ tầng 5. Tầng 5 ngó qua bên cái phòng nhóm chính, sức chứa 300-400 người đó. Nhìn xuống đây. Khu vực này mình cũng có thể đi leo núi hoặc là nhặt hạt dẻ. Trong dịp mùa thu đó, mình có thể đi nhặt hạt dẻ được. Từ cái phòng nhóm lớn 300-400 người đó, hoặc là những cái phòng nhóm nhỏ mấy chục người đó, thì qua đi bộ bên này khoảng 2-3 phút là tới cái nhà ăn. Ở bên ngoài này là thiết kế dạng như quán cà phê. Rất là sạch sẽ, còn mới lắm. Đây, nhà ăn này sức chứa là đông lắm, nhiều lắm. sức chứa nhà ăn này có thể là cả 100 người hơn đó, 200 người đó. Ồ, như vậy là rất là tiện. Cho nên nếu tổ chức một cái đại hội nào đó 200-300 người thì ở đây tổ chức có thể tiếp đón đầy đủ hết đó. Đây là hệ thống nhà bếp. À, rất là rộng. Ra khỏi nhà ăn thì bây giờ chúng tôi sẽ đi đến chỗ hồ bơi. À, thú vị là nếu có hồ bơi thì rất là vui đó, có nhiều trò chơi nước nữa. Khi chúng tôi đi qua hồ bơi đó thì khu vực bên này thì có một cái phòng nhóm gọi là Beten. Thánh đường Beten là khoảng 200 người, sức chứa 200 người. Ở đây thì cũng có những cái đường nước suối tự nhiên từ ở trên núi nó chảy xuống. Nước là trong vắt luôn. Nước là trong. Và phía bên này thì cũng có nhà nghỉ
có lẽ là sẽ đắt tiền hơn. Và đi qua bên này thì chúng ta sẽ có cái hồ bơi. Có hai cái hồ bơi, một cái là nhỏ thấp, một cái hồ bơi đằng kia thì nó sâu hơn. Còn cái hồ bơi này khoảng 80, chiều sâu khoảng 80 cho các em nhỏ được. Bên kia thì chỗ sâu nhất là khoảng một thước mấy, là dành cho người lớn có thể bơi tới đó được. Kế bên cạnh là có các cái ghế ngồi để có thể ngồi nói chuyện với nhau ngoài trời. Nói chung là cơ sở ở đây khá là tốt, và các cái địa điểm cho các cái sinh hoạt, các cái phòng chức năng cũng đầy đủ. Ở đây là xung quanh là rừng thông với lại hoa anh đào, cho nên chắc mùa xuân ở đây là đẹp lắm. Còn nếu mùa thu là xung quanh đây lá sẽ đổi vàng hết, rất là đẹp. Từ cái chỗ này thì nhìn xuống đây, ngay chỗ cái đường vô đó, là ngoài kia mình cũng có cái sân để có thể chơi trò chơi được, hoặc là cái sân này có thể chơi trò chơi hoặc là đá banh được. Chúng ta thấy các cái trái hạt dẻ nó đã có rồi đó, khoảng chừng 1-2 tháng nữa là nó sẽ chín đó. Vậy thì cái tòa nhà này á, thì tầng 2, tầng 3 là phòng ngủ, tầng 4, tầng 5 là có phòng nhóm. Sức chứa là 100, 200 người. Rồi cũng có nhà tắm đầy đủ luôn. Vâng, như vậy là toàn cảnh của núi cầu nguyện Kangrin Kituwon. Bên đây là Đại Thánh Đường, bên kia là phòng nhóm nhỏ hơn, phòng nhóm Beten.